Tui chặt tinh tui vậy. Đúng rồi, mình nè ở đây thì lúc nào cũng buồn cái lâu thế mà ở mình sẽ cầm phiếu chấp tiền tư giấy để chui chấp tiền tư giấy chứ nè tiền cái tôi thấy tôi mình cầm việc lại thì đã cũ rồi à cái nhận đây rồi này in đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Enough.